Vang Vọng xin chào quý vị và các bác. Ngày hôm nay thì đồng hồ Vang Vọng sẽ giao lưu tới các bác hai chiếc đồng hồ tạo cây trong phân khúc tầm giá 40 triệu. Thì các bác có thể thấy ngay trên màn ảnh nhỏ của mình đây rồi. Em xin được thông báo qua đây là hai chiếc đồng hồ tới từ thương hiệu Howard Miller của đất nước Mỹ thưa các bác, với hai cái mẫu thiết kế có thể nói là đặc trưng nhất của dòng đồng hồ tạo cây. Với chiếc ngay trước mặt các bác đây là chiếc đồng hồ với kiểu dáng mái sừng trâu, và bên phía còn lại sẽ là một chiếc đồng hồ với dáng mái vỏ sau. Đó là về phần tổng quan, còn sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết của từng chiếc một. Em sẽ quay chiếc đồng hồ mái sừng trâu này trước nhá. Những chiếc đồng hồ dáng mái sừng trâu này thì luôn luôn mang lại được cái vẻ rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Rất là khỏe khoắn ở cái dáng mái này. Các bác có thể nhìn thấy đây, toàn bộ ba bên viền của đồng hồ thì sẽ được bo viền bởi những cái phần gỗ rất là dày dặn. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Hướng tận lên trên đỉnh mái và ở vị trí trung tâm sẽ luôn luôn được đặt một phần con thoi với một cái phần đế cũng rất là đặc biệt, rất đẹp đúng không ạ? Đó, đây là vị trí của con thoi tại vị trí trung tâm. Tiếp theo đó thì khi mà nhìn xa la một chút thì sẽ là các cái vân gỗ tại hai bên làm đối xứng nhau. Nếu như các bác để ý kỹ thì sẽ thấy đó, một cái sự đối xứng rất là đồng đều, bởi vì từ phần mái mà đi toàn bộ chiếc đồng hồ đều được làm đối xứng, rất là cân đối đúng không ạ? Em sẽ quay tổng quan qua về phần mái lớn này trước này, tại cả ba phía để các bác nhìn. Đó. Rồi, xuống dưới thêm một chút thì sau phần mái sẽ là phần trung tâm của đồng hồ với một phần mặt số ở vị trí trung tâm. Rất là sáng, cái màu sắc vàng đúng không ạ? Thậm chí ở hai phần con tiện, hai cái phần con song chạy dọc từ phần đỉnh mái xuống phần chân đế cũng đều được bọc các cái đầu vàng rất là đẹp. Rồi, em sẽ mở phần cánh ra để quay chi tiết mặt số. Đây, các bác nhìn thấy đúng không ạ? Một phần mặt số nổi vàng với từng con số ở trên cái phần niềng này cũng rất là đẹp. Các bác nhìn từng con số đây, độ bóng sáng còn rất cao. Đó, nhìn tổng quan rất đẹp. Ở vị trí trung tâm sẽ được ghi rõ tên của thương hiệu Howard Miller. Và đây là phần logo. Bên trên thì em cũng quay luôn. Đây là một phần lịch trăng sao các bác nhé. Đây là phần lịch trăng sao này, bộ số 29 ngày rưỡi này, đúng hoạt động theo cái chu kỳ của mặt trăng, hai bên nửa bán cầu. Còn đây là từng cái vị trí của những ngôi sao, những cái chòm sao cũng được vẽ trên cái nền xanh, rất là phù hợp với cái phần nền bầu trời đúng không ạ? Đây là vị trí trung tâm, bộ 3 kim thì gồm có kim hiển thị phút, hiển thị giờ, và đây hay được gọi là phần kim rốn để hiển thị giây. Tiếp theo đó thì các cái họa tiết hoa văn xung quanh bộ mặt số cũng đều được nằm nổi hết, rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, đồng bộ nhau tại cả bốn góc, và ở vị trí trung tâm cũng vậy, những cái phần dây hoa lá rất đẹp. Đây quay cận cảnh phần kim rốn đấy các bác thấy, 60 giây đúng không ạ? Phía bên vị trí số 3 thì sẽ có một phần cần gạt, đây là phần cần duy nhất ở trên phần chiếc đồng hồ này, thì sẽ giúp cho chúng ta có thể chuyển qua lại giữa ba bản nhạc gồm có bản Westminster này, bản Smith này và bản Quiz. Kéo cần này lên trên cùng thì sẽ là chế độ silent, tức là chế độ tắt chuông. Đó, các cái cơ chế chuyển sẽ được đặt hết tại bên vị trí phía cạnh số 3. Đó, rồi, để liên kết phần cánh với cả phần đồng hồ thì sẽ có gồm có 3 phần bạc lề lớn. Các bác đang nhìn thấy đây, được vít rất là chắc chắn, trải dài từ phía bên trên xuống tận bên dưới là 3 phần bạc lề. Bên phần cánh thì các cái phần kính đều được nẹp bằng những cái sợi cao su. Đó, toàn bộ phần viền đây, các cái viền đều được nẹp hết các bác ạ, rất là chắc chắn luôn, đảm bảo cho chúng ta sử dụng thoải mái. Bên trên phần cánh thùng còn được điểm các cái phần chi tiết. Đó, các cái phần bảng tên, trước hết là tên của thương hiệu rồi, các cái phần series, số series của đồng hồ. Tiếp theo đó thì bên đây có thể là những cái phần bảng tên chuyển nhượng từ năm 1987. Đó, từ năm 1987 các bác nhá. Một thiết kế rất là đẹp. Đây là phần cửa bên. Cửa bên này thì em sẽ được phép xin phép đóng lại và bên mở phần bên kia để tí nữa các bác xem bộ máy sau nhá. Cửa bên thì sẽ là một phần cửa lưới giúp cho phần âm thanh có thể được thoát ra rất là dễ dàng, tạo nên những cái tiếng chuông sẽ vang vọng hơn. Rồi, xuống phần thân đồng hồ thì sẽ có gì? Sẽ là bộ ba tạ vàng, một phần mặt lắc tròn và quả lắc dáng cây đàn các bác hay gọi đây, dáng cây đàn hạc cầm, với những sợi dây đàn đan xen nhau rất là đẹp, xoắn này rồi thẳng. Đó, đa phần các bác gặp sẽ là những cái phần dây thép
sẽ là dây dọc chạy thẳng thôi, nhưng mà những phần dây xoắn này sẽ mang lại được những cái nét đẹp riêng rất là khác biệt. Và ở phần đáy thùng thì sẽ có những phần sổ sách giấy tờ đi kèm của chiếc đồng hồ đã được lưu giữ lại. Đây các bác ạ. Đó, những cái phần sổ sách hướng dẫn. Đó, đều được ghi bằng tiếng nước ngoài hết. Các bác có thể dịch và nghiên cứu thêm. Đó. Rồi, đây là phần cửa cánh bên cạnh này. Em đã để ở dưới ấy. Em đã tháo ra và để ở đây. Đó. Bên trên cánh thì đương nhiên rồi, sẽ phải có một phần ổ khóa đúng không ạ? Tay khóa còn rất đẹp, các bác nhìn đây. Đóng mở rất là nhẹ nhàng. Và cuối cùng, đó là phần chân đế của thiết kế. Đó, trên mặt cánh các bác nhìn đây, được đúc sâu giống nhau tại cả ba phía, rất là đồng đều. Chân đế dày, rất là chắc chắn. Hai bên thân đồng hồ đều là kính trong các bác nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ không gian phía trong dù ở bên nhìn từ góc nhìn nào ấy chăng nữa. Đó. Rồi, và ở phía trong đây thì sẽ là bộ máy của chiếc đồng hồ. Đây thì các bác có thể nhìn thấy luôn. Sẽ gồm có 12 thanh côn. Bên này sẽ là 8 thanh này, còn bên kia sẽ là 4 thanh để chơi lên được âm thanh của 3 bản nhạc như em vừa giới thiệu và tiếng chuông điểm giờ. Đây sẽ là một phần quả cuối, quả lô. Quả lô để chuyển qua lại giữa các bản nhạc đấy ạ. Phía dưới đây thì các cái chi tiết máy các bác nhìn đây. Trục thép thì còn sáng, bánh răng thì còn rất là đẹp. Đó, được liên kết rất là chặt chẽ, đảm bảo chúng ta có một cái cơ chế, một cái sự hoạt động rất là ổn định luôn. Đó. Rồi, sau phần thiết kế thì là phần âm thanh đúng không ạ? Em sẽ xin được phép thử luôn tiếng chuông về từ các bác. Vâng, và đó là âm thanh của cả ba bản nhạc. Đó. Em xin được thông báo về kích thước của chiếc đồng hồ này nhá. Chiều cao sẽ là 2m08 và rộng nhất là tại phần chân đế, rơi vào là 63cm. Và chiếc đồng hồ này hiện tại đang được đồng hồ vang vọng giao lưu tới các bác là 43 triệu 500. Em xin lỗi, 43 triệu 500. Và chiếc đồng hồ này thì bên đồng hồ vang vọng sẽ luôn luôn miễn phí vận chuyển cho các bác ở trên toàn quốc. Với các bác ở ngoài miền Bắc này thì sẽ được đặc cách hơn là bên em sẽ có kỹ thuật đến lắp đặt tại nhà. Đó, các bác chỉ cần lựa chọn cho mình những cái mẫu sản phẩm mà mình yêu thích thôi. Còn lại thì bên đồng hồ vang vọng sẽ lo cho các bác. Rồi, tiếp theo ngay sau đây sẽ là chiếc đồng hồ tạ cây Howard Miller với kiểu dáng mái vỏ sò và thùng là thùng gỗ sồi. Các bạn đã nhìn thấy được những cái vân gỗ nổi rất là đẹp đúng không ạ? Chất liệu gỗ sồi sẽ mang lại được cái vẻ đẹp tự nhiên như vậy. Về phần kích thước thì chiếc đồng hồ này sẽ cao là 2m13, có phần nhỉnh hơn đôi chút. Và đế vẫn sẽ là đế 63 các bác nhé. Đó. Rồi, vẫn là đi từ trên xuống để các bác có cái nhìn tổng quan này. Đây là bên hông này, vẫn là một phần cửa lưới giúp thoát âm tốt hơn. Bên trên đỉnh mái thì sẽ được đặt gồ 3 cái lớp gỗ cùng với đó là 3 cái họa tiết vân nu. Đó, những cái vân gỗ nu được đặt trên các cái phần lớp gỗ dày dặn này đây. Rất là đẹp các bác này. Mang lại cái điểm nhấn cho phần đỉnh mái.
Ngoài một phần mái lớn dày lượn sóng rất đẹp, chúng ta còn có đó là ba lớp gỗ vân nu. Đó rất là khác biệt đúng không ạ? Toàn bộ mọi mặt của đồng hồ thì đều còn rất là đẹp các bác nhá, gần như không có những cái vết xước xác gì nhiều đâu. Đó. Rồi quay xuống cái vị trí trung tâm. Để mở ra thì em sẽ mở phần khóa này. Đây là phần ổ khóa của đồng hồ đây. Rồi lên trên phía mặt số, các bác có thể thấy được đây cũng là một bộ mặt số còn cực kỳ đẹp, trong cái tình trạng gọi là rất là đáng sưu tầm, đáng sở hữu đúng không ạ? Từng con số một các bác nhìn này, độ bóng sáng rất là cao và rất là nổi bật ở trên cái phần nền vàng này luôn. Đó, cái nền vàng xoáy này giúp nâng đỡ cho cái bộ số này trở nên rõ nét hơn đúng không ạ? Trên phần nền số đó còn được vẽ, các bác nhìn này, các cái chi tiết đều được vẽ rất là tinh tế tỉ mỉ luôn. Đó. Rồi bên này thì là ba bản nhạc tương tự như chiếc đồng hồ bên kia, cùng từ một thương hiệu nên là thiết kế cũng sẽ có đôi phần xem nhau đúng không ạ? Bên trên đây là phần lịch trăng sao, đây là hình mặt trăng này, các cái ngôi sao được vẽ trên nền nâu các bác ạ, rất là hợp với cái màu gỗ của đồng hồ này luôn, rất đẹp. Đó, vẫn là bộ số. Logo của thương hiệu thì sẽ được điểm tại phần vị trí trung tâm bên dưới đây, tên Howard Miller. Các cái chi tiết vàng rất đẹp. Và các bác có thể nhìn rõ hình ảnh đúng không ạ? Bởi vì đây là một phần nền bóng, một nền phản sáng rất đẹp này. Trên cánh thùng cũng vậy. Trên cánh thùng thì vẫn có những cái phần series số hiệu, tên của thương hiệu. Và đây có thể là tên của đại lý đã từng sở hữu chiếc đồng hồ này. Đó, các cái phần nẹp đều còn rất là chắc chắn. Bạc lề cũng vậy, tương tự nhau. Ổ khóa, rồi cho tới cuối cùng, ở thân đồng hồ đây sẽ là bộ tạ lắc. Rất là sang trọng đúng không ạ? Cũng không thể thiếu được, ở phía dưới đáy thùng đây em có để lại một phần sổ hướng dẫn của từ chính hãng luôn. Về các cái mảng kính mà chiếc đồng hồ này sở hữu thì đều là các cái mảng kính vắt viền các bác nhé. Đây, đều là những cái mảng kính vắt viền này. Tại cả hai bên hông cũng đồng bộ như thế. Đó, tạo cho chúng ta có những cái nhìn sẽ rất là khác biệt khi mà ngắm nhìn. Đó. Rồi và cuối cùng thì em sẽ quay xuống phần chân đế luôn. Đây là chân đế. Chân đế thì sẽ được chạm trổ các cái chi tiết viền bao quanh đây, sẽ mang lại được những cái nét đẹp riêng, khác biệt đi đôi chút. Và ở phần cánh dưới cũng vậy, được điểm một cái mảng gỗ nu lớn. Đó, cũng rất là đẹp, tương đồng với phía bên trên. Rồi, sau đây thì em sẽ soi vào bộ máy. Đó, các bác có thể nhìn thấy không? Vách máy cũng được chạm trổ tại các cái góc này, mang lại được những cái vẻ đẹp khi mà chúng ta ngắm nhìn cái bộ máy đúng không ạ? Đôi khi chúng ta sẽ khoe những cái bộ máy này ra. Đó, và ngắm nhìn những cái vẻ đẹp của cơ khí kỹ thuật này. Tương đồng nhau về bộ gông các bác nhé, đều là 12 thanh gông thép và chơi 3 bản nhạc tương tự. Nhưng mà là đồng hồ côn đúng không ạ, thì sẽ có cái phần âm thanh khác nhau. Em sẽ thử lên mỗi chiếc mỗi khác để các bác cùng thưởng thức ngay bây giờ. Thank you.
Vâng, và đó là âm thanh của ba bản nhạc cùng tiếng chuông điểm giờ. Chất liệu côn thép và những cái tiếng chuông đánh rất là vang. Đồng hồ tạ cây mà các bác, để trong nhà thì ai cũng phải nhìn vào rồi. Và tiếng chuông sẽ càng làm cho chúng ta thu hút bởi những cái chiếc đồng hồ như thế này, đúng không ạ? Hiện tại thì chiếc đồng hồ thùng sồi này Howard Mayer em sẽ giao lưu từ các bác là 43 triệu. Đó. Hai chiếc đồng hồ từ cùng một thương hiệu với các cái vẻ đẹp rất là thu hút rồi. Các bác muốn sở hữu những chiếc đồng hồ này thì xin liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng nhé. Theo số điện thoại là 0912011947 và toàn bộ thông tin thì em có để dưới phần mô tả. Các bác hãy trực tiếp liên hệ để nhận được những cái chiếc đồng hồ này sớm nhất về không gian nhà mình. Rồi, em xin chân thành cảm ơn.